Kinh Làng Sa Ma thuộc Kinh Trung Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, xuất bản năm 2020 bởi nhà xuất bản Hồng Đức. Khẳng định tranh chấp là khổ đau, Đức Phật dạy phân tích các nguyên nhân của tranh chấp gồm phẫn nộ, sân hận, hiềm hận, não hại, tật đố, san tham, gian manh, xào trá, ác dục tà kiến cố chấp khó thuyết phục đồng thời đức phật dạy sáu kỹ năng sống hòa hợp và bảy phương pháp vượt qua tranh chấp bất đồng nhằm góp phần xây dựng gia đình cộng đồng và quốc gia hạnh phúc nội dung bài kinh kinh làng xà ma như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở giữa các vị Giác Ca, tức Thích Ca, tại làng Xà Ma, tức Xá Di Thôn. Lúc bấy giờ, Nigantha ta vừa mới tạ thế ở Pà qua Sau khi vị này tạ thế, các vị Nigantha chia làm hai phái, chia rẽ nhau, tranh chấp nhau, tranh luận nhau và tàn hại nhau với binh khí miệng lưỡi ông không biết pháp và luật này, ta biết pháp và luật này. sao ông có thể biết pháp và luật này? ông theo ta hạnh, ta theo tránh hạnh. lời nói ta tương ứng, lời nói ông không tương ứng. điều đáng nói trước ông nói sau, điều đáng nói sau ông nói trước. điều ông quan niệm trình bày đã bị đảo lộn. Quan điểm của ông đã bị thách đố. Ông đã bị thuyết bại. Hãy đi giải tỏa quan điểm của ông. Hãy tự giải thoát khỏi bế tắc nếu ông có thể làm được. Hình như các đệ tử của Nigantha Nataputta muốn làm hại lẫn nhau. Chính các đệ tử cư sĩ mặc đồ trắng của Nigantha Nataputta cũng chán ngấy, cơ hiểm và phản đối các Nigantha. Vì pháp và luật của họ đã được trình bày, tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị tránh đẳng giác tuyên thuyết. Tháp y chỉ đã bị đổ vỡ, không có chỗ y chỉ rồi Saji Chunda. Sau khi an cư mùa mưa ở Pawa, đến thăm tôn giả Ananda ở làng Sà Ma. Sau khi đến, đành lễ tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Saji Chunda bạch tôn giả Ananda. Bạch tôn giả, Nigantha Nataputta đã từ trần ở Pawa. Sau khi vị này tạ thế, các Nigantha chia làm hai phái. Chia rẽ nhau, tranh chấp nhau, tranh luận nhau và tàn hại với binh khí miệng lưỡi. Ông không biết pháp và luật này. Ta biết pháp và luật này. Sao ông có thể biết pháp và luật này? Ông theo ta hạnh. Ta theo tránh hạnh lời nói ta tương ưng lời nói ông không tương ưng điều đáng nói trước ông nói sau điều đáng nói sau ông nói trước điều ông quan niệm trình bày đã bị đảo lộn quan điểm của ông đã bị thách đố ông đã bị thuyết bại hãy đi giải tòa quan điểm của ông hãy tự thoát khỏi bế tắc nếu ông có thể làm được. Hình như các đệ tử của Nigantha Nataputta muốn tàn hại lẫn nhau. Chính các đệ tử, cư sĩ mặc đồ trắng của Nigantha Nataputta cũng chán ngấy, cơ hiểm và phản đối các Nigantha. Vì pháp và luật của họ đã được trình bày, tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn không hướng đến an tịnh, không do vị tránh đẳng giác tuyên thuyết. Pháp y chỉ đã bị đổ vỡ, không có chỗ y chỉ. Khi nghe nói vậy, tôn giả Ananda nói với Saji Chunda, Này hiền giả Chunda, đây là vấn đề đáng đưa ra để ý kiến thế tôn. Này hiền giả Chunda, chúng ta hãy đi ý kiến thế tôn. Sau khi đến, chúng ta hãy trình bày vấn đề này để Thế Tôn biết. Thưa vâng, Tôn giả. Saji Chunda vâng lời Tôn giả Ananda, rồi Tôn giả Ananda cùng với Saji Chunda đi ý kiến Thế Tôn. Sau khi đến, đành lễ ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn bạch thế tôn saji chunda có nói nigantha nataputta đã từ trần ở pagwa sau khi vị này từ trần các vị nigantha chia làm hai phái chia rẽ nhau tranh chấp nhau tranh luận nhau và tàn hại nhau với binh khí miệng lưỡi ông không biết pháp và luật này ta biết pháp và luật này sao ông có thể biết pháp và luật này ông theo ta hạnh ta theo tránh hạnh lời nói ta tương ứng lời nói ông không tương ứng điều đang nói trước ông nói sau điều đang nói sau ông nói trước điều ông quan niệm trình bày đã bị đào lộn quan điểm của ông đã bị thách đố ông đã bị thuyết bại. Hãy đi giải tòa quan điểm của ông. Hãy tự giải thoát khỏi bế tắc nếu ông có thể làm được. Hình như các đệ tử của Nigantha Nataputa muốn tàn hại lẫn nhau. Chính các đệ tử, cư sĩ mặc đồ trắng của Nigantha Nataputa cũng chán ngấy, cơ hiểm và phản đối các Nigantha vì pháp và luật của họ đã được trình bày, tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị tránh đẳng giác tuyên thuyết. Pháp y trì đã bị đổ vỡ, không có chỗ y trì. Bạch Thế Tôn còn nghĩ như sau. Sau khi Thế Tôn nhập diệt, chớ để cho tranh luận khởi lên giữa tăng chúng. Tranh luận ấy đưa đến sự bất an cho đa số, bất hạnh cho đa số, thất lợi cho đa số, bất an, đau khổ cho loài trời và loài người. Này Ananda, ông nghĩ thế nào? Những pháp ta dạy cho các ông với thượng trí như bốn niệm xứ bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, bát thánh đạo, tám ngành. Ông có thấy chăng? Này Ananda, có hai tỷ kheo đối với những pháp này tuyên bố sai khác nhau. Bạch Thế Tôn, những pháp Thế Tôn dạy cho con với thượng trí như bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc năm căn năm lực bảy bồ đề phần thánh đạo tám ngành còn không thấy cho đến hai tỷ kheo đối với những pháp này tuyên bố sai khác bạch thế tôn và những người nào sống y cứ sùng kính thế tôn những người ấy sau khi thế tôn nhập diệt có thể khởi lên những tranh luận giữa chúng tăng hoặc về tăng thượng hoạt mạng, về tăng thượng giới bồn. Tranh luận ấy đem đến bất an cho đa số, bất hạnh cho đa số, bất an, đau khổ cho loài người và loài trời. Là nhỏ nhặt, này Ananda, là sự tranh luận ấy, tức là tranh luận về tăng thượng hoạt mạng hay tăng thượng giới bồn này ananda sự tranh luận khởi lên giữa tăng chúng về con đường hay về đường hướng tu hành sự tranh luận ấy mới đưa đến bất an cho đa số thất lợi cho đa số bất an đau khổ cho loài người và loài trời này ananda có sáu căn bản tranh chấp này thế nào là sáu ở đây, tỳ kheo phẫn nộ, sân hận. Này Ananda, vị tỳ kheo nào phẫn nộ, sân hận? Vị ấy sống không cung kính, không tôn trọng bậc đạo sư. Sống không cung kính, không tôn trọng Pháp. Không cung kính, không tôn trọng tăng chúng. Không viên mãn sự học tập này ananda tỷ kheo nào sống không cung kính không tôn trọng bậc đạo sư không cung kính không tôn trọng pháp sống không cung kính không tôn trọng tăng chúng không viên mãn sự học tập vì ấy khởi lên tranh luận giữa tăng chúng sự tranh luận nào đưa đến bất an cho đa số bất hạnh cho đa số thất lợi cho đa số, bất an, đau khổ cho loài trời và loài người. Này Ananda, nếu ông thấy ác căn bản tranh luận như vậy giữa các ông hay giữa các người khác ở đây, này Ananda, ông phải tinh tấn đoạn trừ ác căn bản tranh luận ấy. Này Ananda, nếu ông không thấy căn bản tranh luận như vậy giữa các ông hay giữa các người khác ở đây này ananda ông phải theo một đường hướng để không có sự tiếp tục diễn tiến đến tương lai về ác căn bản tranh luận ấy có sự đoạn diệt ác căn bản tranh luận ấy như vậy mới không có sự tiếp tục diễn tiến đến tương lai về ác Căn bàn tranh luận ấy như vậy. Lại nữa, này Ananda, vị tỷ kheo hiềm hận, não hại, đố tật, san tham, gian manh, xào trá, ác dục, tà kiến, chấp thủ thế trí, cố chấp, khó thuyết phục. Này Ananda, tỷ kheo nào chấp thủ thế trí? cố chấp, khó thuyết phục. Vì ấy sống không cung kính, không tôn trọng bậc đạo sư. Không cung kính, không tôn trọng Pháp. Sống không cung kính, không tôn trọng tăng chúng. Không viên mãn sự học tập. Này Ananda, vị tỷ kheo nào sống không cung kính, không tôn trọng bậc đạo sư? sống không cung kính pháp không tôn trọng pháp sống không cung kính không tôn trọng tăng chúng không viên mãn sự học tập vì ấy khởi lên sự tranh luận giữa tăng chúng sự tranh luận nào đưa đến bất an cho đa số bất hạnh cho đa số thất lợi cho đa số bất an đau khổ cho loài trời và loài người này ananda nếu ông thấy căn bản tranh luận như vậy giữa các ông hay giữa các người khác ở đây này ananda ông phải tinh tấn đoạn trừ ác căn bản tranh luận ấy này ananda nếu ông không thấy căn bản tranh luận như vậy giữa các ông hay giữa người khác ở đây này ananda ông phải theo một đường hướng để không có sự tiếp tục diễn tiến ấy tương lai về ác căn bản tranh luận ấy có sự đoạn diệt ác căn bản tranh luận ấy như vậy mới không có sự tiếp tục diễn tiến đến tương lai về ác căn bản tranh luận như vậy những pháp này này ananda là sáu căn bản tranh chấp này Ananda, có bốn tránh sự này. Thế nào là bốn? Tránh sự khởi lên do tranh luận. Tránh sự khởi lên do chỉ trích. Tránh sự khởi lên do phạm giới tội. Tránh sự khởi lên do trách nhiệm. Những pháp này, này Ananda, là bốn tránh sự. Nhưng này Ananda, có bầy diệt tránh pháp để giải quyết diệt trừ các tránh pháp thỉnh thoảng khởi lên phán quyết với sự hiện diện cần được ban cho ưng giữ hiện tỳ ni phán quyết ức niệm cần được ban cho tức ưng giữ ức niệm tỳ ni phán quyết bất si cần được ban cho ưng giữ bất si tỳ ni quyết định tùy theo thú nhận quyết định đa số đa nhân mích tội quyết định tùy theo giới tội người phạm trải cò che lấp tức như thảo phú địa này ananda thế nào là phán quyết với sự hiện diện cần được ban cho. Ở đây, này Ananda, các tỷ kheo tranh chấp nhau. Đây là pháp hay đây là phi pháp? Hay đây là luật hay đây là phi luật? Này Ananda, tất cả các tỷ kheo ấy phải tập hợp hòa, hòa hợp với nhau. Sau khi tập hợp pháp quy chế phải được thảo luận, phân tích. Sau khi pháp quy chế được thảo luận, phân tích, ở đây làm thế nào để đồng nhất đạt được như vậy, tránh sự phải được giải quyết. Như vậy, này Ananda, là phán quyết với sự hiện diện. Và như vậy, ở đây là sự giải quyết một số tránh sự tức là dùng phán quyết với sự hiện diện. Và này Ananda, thế nào là quyết định đa số? Này Ananda, nếu các tỷ kheo kia không có thể giải quyết tránh sự ấy tại chú xứ ấy, thời này Ananda, các vị tỷ kheo kia cần phải đi đến chỗ chú xứ có nhiều tỷ kheo hơn. Tại đấy, Tất cả các tỳ kheo phải hòa đồng tập hợp lại. Sau khi tập hợp, pháp quy chế phải được thảo luận, phân tích. Sau khi pháp quy chế được thảo luận, phân tích, ở đây làm thế nào để đồng nhất đạt được? Như vậy, tránh sự phải được giải quyết. Như vậy, này Ananda, là sự giải quyết một số tránh sự tức là dùng sự quyết định đa số. Và này Ananda, thế nào là phán quyết ức niệm? Ở đây, này Ananda, các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo về một trọng tội như thế này, hoặc ba hoặc gần ba nói rằng tôn giả có nhớ tôn giả đã phạm trọng tội như thế này không? hoặc Balaji, hoặc gần Balaji. Vị ấy, trả lời như sau. Chư hiền, tôi không nhớ tôi đã phạm trọng tội như vậy. Hoặc Balaji, hoặc gần Balaji. Như vậy, này Ananda, một phán quyết ức niệm cần phải cho tỷ kheo ấy. Như vậy, này Ananda, là phán quyết ức niệm như vậy, ở đây là sự giải quyết một số tránh sự, tức là nhờ phán quyết ức niệm. Và này Ananda, thế nào là phán quyết bất si? Ở đây, này Ananda, các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo về một trọng tội như thế này, hoặc Balaji, hoặc gần Balaji, nói rằng Tôn giả có nhớ tôn giả đã phạm trọng tội như thế này không? hoặc Balaji hoặc gần Balaji. Vì ấy trả lời như sau: Chư hiền, tôi không nhớ tôi đã phạm trọng tội như vậy. hoặc Balaji hoặc gần Balaji. Tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo kia dồn ép phải thú nhận. Tôn giả đã biết cho rõ ràng nếu tôn giả có nhớ có phạm trọng tội như thế này hoặc ba la di hoặc gần ba la di tỷ kheo ấy trả lời như sau này chư hiền tôi đã bị cuồng si tâm trí tôi điên đảo do tôi cuồng si như vậy nhiều việc đã được tôi làm tôi nói không xứng xa môn hạnh vì bị cuồng si tôi không nhớ đã làm như vậy này ananda phán quyết bất si cần phải cho tỷ kheo ấy như vậy này ananda là phán quyết bất si và như vậy ở đây là sự giải quyết một số tránh pháp tức là nhờ phán quyết bất si và này ananda thế nào là quyết định tùy theo thú nhận ở đây này ananda bị buộc tội hay không bị buộc tội tỷ kheo nhớ một giới tội tỏ lộ trình bày tỷ kheo ấy phải đến một tỷ kheo lớn tuổi hơn đắp y phía một bên vai đành lễ chân vị ấy ngồi gối hai chân chắp tay và nói như sau Bạch tôn giả, tôi có phạm giới tội tên như thế này. Này xin sám hối. Tỷ kheo kia nói như sau. Ông có thấy chăng? Tôi có thấy. Ông có giữ gìn trong tương lai không? Tôi sẽ giữ gìn. Như vậy, này Ananda, là quyết định tùy theo thú nhận. Như vậy, ở đây là sự giải quyết một số tránh sự, tức là nhờ quyết định tùy theo thú nhận. Và này Ananda, thế nào là quyết định tùy theo giới tội người phạm? Ở đây, này Ananda, các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo về một trọng tội như thế này hoặc Balaji hoặc gần Balaji nói rằng Tôn giả có nhớ tôn giả đã phạm trọng tội như thế này không? Hoặc Balaji hoặc gần Balaji vị ấy trả lời như sau: Chư hiền, tôi không nhớ tôi đã phạm tội như vậy. Hoặc Balaji hoặc gần Balaji tỷ kheo ấy bị các tỳ kheo kia dồn ép phải tỏ lộ ra tôn giả hãy biết cho rõ ràng nếu tôn giả có nhớ có phạm trọng tội như thế này hoặc balazi hoặc gần di tỷ kheo ấy trả lời như sau chư hiền tôi không có nhớ tôi có phạm trọng tội như thế này hoặc di hoặc gần Balaji. Chư hiền, tôi nhớ tôi có phạm khinh tội như thế này. tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo kia dồn ép phải tỏ lộ. Tôn giả, hãy biết cho rõ ràng, nếu tôn giả nhớ có phạm trọng tội như thế này, hoặc Balaji, hoặc gần Balaji. Vì ấy trả lời như sau. Chư hiền, dầu không ai hỏi tôi, tôi sẽ thú nhận có phạm khinh tội như thế này. Làm sao tôi có thể khi có người hỏi tôi lại không thú nhận có phạm trọng tội như thế này, hoặc Balaji hoặc gần Balaji. Vị kia nói như sau: Này hiền giả dầu ông có phạm khinh tội này, nếu không hỏi ông sẽ không thú nhận. làm sao khi đã phạm trọng tội như thế này, hoặc ba la hoặc gần ba la nếu có hỏi ông lại có thể thú nhận? tôn giả hãy biết rõ ràng, nếu tôn giả có nhớ có phạm trọng tội như thế này không, hoặc ba la hoặc gần ba la Vị ấy trả lời như sau Chư Hiền, tôi có nhớ tôi có phạm trọng tội như thế này Hoặc Balaji, hoặc gần Balaji Điều tôi đã nói như vậy là nói chơi Điều tôi đã nói như vậy là để cười Tôi không có nhớ tôi đã phạm trọng tội như thế này Hoặc Balaji, hoặc gần Balaji như vậy này ananda là quyết định tùy theo giới tội người phạm và như vậy ở đây là sự giải quyết một số tránh tội tức là nhờ quyết định tùy theo giới tội người phạm và này ananda thế nào là trải cỏ che lấp ở đây này ananda một số tỷ kheo sống tranh chấp tranh cãi tranh luận với nhau có nhiều việc đã làm đã nói không xứng xa môn hạnh tất cả các tỷ kheo ấy phải tập hợp hòa đồng với nhau sau khi tập hợp một tỷ kheo thông minh có kinh nghiệm hơn của một phe nhóm tỷ kheo từ chỗ đứng dậy đắp y về phía một bên vai chắp tay bạch tăng chúng nói rằng trừ tôn giả tăng chúng hãy nghe tôi khi chúng tôi sống tranh chấp tranh cãi tranh luận với nhau nhiều việc đã làm đã nói không xứng xa môn hạnh nếu tăng chúng xem là phải thời tôi xin tỏ lộ bất cứ giới tội nào của các tôn giả này và bất cứ giới tội nào của tôi vì lợi ích cho tôn giả và cũng vì lợi ích cho tự thân. Tôi xin tỏ lộ giữa tăng chúng như lấy cỏ trải ra trừ các trọng tội, trừ các tội liên hệ đến cư sĩ. Rồi một vị tỷ kheo thông minh, kinh nghiệm của phe nhóm tỷ kheo khác từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y về phía một bên vai chắp tay bạch tăng chúng nói rằng Chứ tôn giả, tăng chúng hãy nghe tôi. Khi chúng tôi sống tranh chấp, tranh cãi, tranh luận với nhau, nhiều việc đã làm, đã nhiều việc đã làm, đã nói không xứng xá môn hạnh. Nếu tăng chúng xem là phải thời, tôi xin tỏ lộ bất cứ giới tội nào của các tôn giả này và bất cứ giới tội nào của tôi. Vì lợi ích cho tôn giả và cũng vì lợi ích cho tự thân, tôi xin tỏ lộ giữa tăng chúng như lấy cỏ trải ra, trừ các tội trọng tội, trừ các tội liên hệ đến cư sĩ. Như vậy, này Ananda, là trải cỏ che lấp. Và như vậy, ở đây là sự giải quyết một số tránh pháp. Tức là nhờ cỏ, nhờ trải cỏ, che lấp. Này Ananda, có sáu khả niệm pháp này, tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. Thế nào là sáu? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo an chú từ thân nghiệp. Đối với các vị đồng phạm hạnh trước chỗ đông người và tại chỗ vắng người. Khả niệm pháp này tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất và lại nữa này ananda tỉ kheo an chú từ khẩu nghiệp đối với các vị đồng phạm hạnh trước chỗ đông người và tại chỗ vắng người khả niệm pháp này tác thành khả ái tác thành tôn kính đưa đến đoàn tụ không tranh luận hòa hợp đồng nhất và lại nữa này ananda tỳ kheo an chú từ ý nghiệp đối với các vị đồng phạm hạnh trước chỗ đông người và tại chỗ vắng người khả niệm pháp này tác thành khả ái tác thành tôn kính đưa đến đoàn tụ không tranh luận hòa hợp đồng nhất và lại nữa này ananda với mọi sở đắc như pháp mọi lợi dưỡng đúng pháp cho đến những thọ lãnh trong bình bát. Tỳ kheo là vì san sẻ các lợi dưỡng như vậy, là vì thọ hưởng chúng cùng với các vị đồng phạm hạnh có giới đức. Khả niệm pháp này cũng tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến hoàn đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. Và lại nữa, này Ananda, đối với mọi giới luật nào, không sứt mẻ, không tì, không vết, không ô uế, giải thoát, được người trí tán thán, không chấp thủ, đưa đến thiên định. Tỳ kheo sống thành tựu những giới luật như vậy cùng với các vị đồng phạm hạnh, trước chỗ đông người và tại chỗ vắng người khả niệm pháp này cũng tác thành khả ái tác thành tôn kính đưa đến đoàn tụ không tranh luận hòa hợp đồng nhất và lại nữa này ananda đối với mọi chi kiến thánh thiện đưa đến xuất ly dẫn đến sự chân chính đoạn diệt khổ đau cho những ai thực hành theo tỷ kheo sống thành tựu những chi kiến như vậy cùng với các vị đồng phạm hạnh, trước chỗ đông người và tại chỗ vắng người. Khả niệm pháp này cũng tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa đồng, đồng nhất. Này Ananda, sáu pháp khả niệm này tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ không tranh luận hòa đồng đồng nhất này ananda nếu ông thọ trì và thực hành sáu pháp khả niệm này thời này ananda ông thấy có những cách nói nào hoặc tế hoặc thô khiến ông không có thể kham nhẫn thưa không bạch thế tôn Do vậy, này Ananda, hãy thọ trì và thực hành sáu pháp khả niệm này. Như vậy sẽ đưa đến cho ông an lạc và hạnh phúc lâu dài. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.